Tầng nước ngầm đỏ màu cổ tích ấy quyến rũ chúng tôi. Rồi cả những hạt mưa đầu mùa kéo sợi nhã hạt trong gieo cũng lôi chúng tôi vào câu chuyện về nước U Minh. Từ trong hơi ấm của những ngôi nhà lá, câu chuyện về nguồn nước dần khai thông ra. Đầu mùa mưa thì nước nó chảy ngược từ bên ngoài chảy vô U Minh. Thành thử ra ba cái nước phèn đồ này nọ đó là nó hút vô trong đó. Cho đến khi mà cái lớp thân bụng này mà nó tích lũy đủ nước rồi đó, thì nó mới chảy ngược trở ra. Và khi mà nó chảy ngược trở ra đó, thì lúc bây giờ là nước nó bắt đầu nó có cái màu nâu. Màu nâu ta kêu là cái nước dớt. Nước dớt như một thứ nghĩa mẹ ơn trời, từ trời rơi xuống rồi thẩm thấu trong đất mùn, rồi lưu dẫn trong lớp than bùn mà hình thành một bể nước xăm xấp trong mặt rừng. Lớp than bùn, một cục bông xốp khổng lồ tích giữ nước và phân phối theo một nhịp điệu riêng của tự nhiên. Mạch nước, hay có thể gọi là dĩa nước ấy, là hàng thử biểu để ta biết sức sống của cây. Dớn chọi mà nó khô, mà nó dưới 20% thì thường ở cấp trái là cấp 2. Mà thường là nó rơi vào cấp 2 là cái cấp là nó ít có khả năng sẽ ra trái. Còn nếu mà nó khô từ mà 20 đến 50% thì thường cấp trái rơi vào cấp 3 là cấp có khả năng trái. Và cái dớn chọi mà nó khô có khoảng là 70%, từ 50 đến 70% thì nó rơi vào cái cấp 4 là cấp có khả năng trái cao. Và cái dớn chọi mà nó khô là từ 70% trở lên thì coi như là cái cấp trái nó nằm ở cấp 5, là cái cấp là cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra trái cao. Những người giữ rừng của vườn quốc gia U Minh Thượng đưa chúng tôi đến nơi mà một tháng trước đây đã có một trận cháy nhỏ xảy ra ở U Minh Thượng. Thiệt hại nhỏ nhưng quyết tâm chữa rừng rất lớn, vì ai cũng hiểu cháy rừng tràm ở U Minh Thượng là không chỉ cháy cây cối mà quan trọng hơn là cháy lớp than bùn. Cháy lớp than bùn là đau không chỉ bỏng da xác thịt mà như bóp thắt trái tim mình. Lớp than bùn là của để dành, là gia bảo của ông cha. Cái chuyện cháy ở cái vùng U Minh này đó là phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không được để cháy. Nó khác với cái hệ sinh thái ở Đồng Tháp 10. Hệ sinh thái Đồng Tháp 10 là một cái hệ sinh thái mở. Do đó cái chuyện cháy ở hệ sinh thái Đồng Tháp 10 gần như là một cái nhu cầu để nó dọn sạch cái hệ sinh thái đó trước khi cái mùa nước nổi đến. Nhưng mà U Minh là cái hệ sinh thái không được cháy, bởi vì cái tốc độ phân hủy của than bùn á nó phải được cân bằng với cái tốc độ mà cung cấp cái chất hữu cơ từ cái hệ sinh thái đó. Ví dụ như rừng tràm nó rụng lá xuống rồi cây cỏ nó chết rồi vân vân đó, thì cái tốc độ cung cấp chất hữu cơ đó nó phải bằng với nó lớn hơn cái tốc độ phân hủy của than bùn, thì cái tầng than bùn đó nó mới tồn tại. Nước dớn chủ yếu là nguồn nước mưa được tích tụ trong lớp than bùn. Đó là nguồn dự trữ nước không chỉ cho lớp nước mặt mà chúng còn ngấm vào tầng nước ngầm cho cả vùng U Minh. Thiếu nước dớn, thứ nước màu sậm đỏ ấy, U Minh như một cơ thể thiếu máu. Thiếu máu, cơ thể trơ xương, khô cằn, làm mồi cho lửa. Nước dớn còn thì lửa khó bùng phát. Nước dớn còn là còn nước để chữa rừng. Là hai máy là 4 lăng bê, là mình chia ra là hai ngánh hai bên này nè, mỗi một dầu nước gì là 6 người, là để là mình ai cầm dầu là cầm dầu, ai dùng cây để sọt đất để cho nó bung đất ra, để mình xịt nước vô đó để cho cái ngọn lửa nó hạ xuống và mình sẽ dập tắt nó được. Thì trong cái thời gian mà từ triển khai đến khi mình khống chế nó thì khoảng 3-4 tiếng đồng hồ gì đó, là mình đã khống chế là hoàn toàn nó không có lan ra ngoài nữa.
Rồi bắt đầu là lực lượng mới bắt đầu tiếp tục, mấy anh em mới là bơm nước tiếp tục dập là đến khoảng 3 giờ sáng thì coi như là khống chế được hoàn toàn cái đám lửa. Nước thường tích tụ sương như giải khăn mỏng quàng lên cây rừng khi trời vừa hửng sáng. Những người giữ rừng lại có những chuyến đường rừng theo những thủy lộ của rừng nước đỏ. Mùa sa mưa, nước đỏ vẫn ở lại rừng, chưa chảy ra sông. Nước đỏ u minh đang phải thừa hành phận sự, len lỏi hết mọi ngóc ngách trong những bọt xốp của dĩa than bùn để làm mát rừng khi mùa khô năm sau lại đến. Nước u minh mùa sa mưa đang làm hả hê chồi non lá mới.